Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có hơn 4.000 hộ nuôi chó mèo với tổng đàn hơn 8.500 con. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Y tế có buổi làm việc với thành phố Vũng Tàu về công tác tăng cường phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của thành phố Vũng Tàu, tỷ lệ đàn chó mèo được tiêm phòng vaccine dạy trong năm 2023 trên địa bàn đạt khoảng 87%. Riêng năm 2024, thành phố đã triển khai tiêm phòng dạy bắt buộc cho chó mèo theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, đồng thời chỉ đạo các phường xã thành lập các tổ công tác bắt chó thả rông và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành công tác phòng chống bệnh dạy. Đến nay, thành phố vẫn duy trì tốt vùng an toàn dịch bệnh dại, không có trường hợp chó mèo mắc bệnh dại, không ghi nhận trường hợp tử vong do bị chó mèo mắc bệnh dại gây ra. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục duy trì vùng an toàn dịch bệnh dại đã được công nhận, tăng cường công tác tuyên truyền đến tổ dân cư, các hội đoàn thể và các chủ nuôi chó mèo về việc tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng dại.